Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc liên quan đến rượu bia xảy ra. Mặc dù đã có những bài học nhãn tiền, thế nhưng không hiểu vì sao những câu chuyện buồn này vẫn liên tiếp tái diễn. Mới nhất vào tối ngày 28 tháng 10, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện clip một người phụ nữ mặc sắc phục công an mang hàm thiếu tá có biểu hiện say xỉn gây tai nạn kinh hoàng. Trước sự việc này, lãnh đạo công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai nói gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cụ thể vào tối ngày 28 tháng 10, tại ngã ba giao nhau giữa đường Hùng Vương với đường Nguyễn Viết Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, liên hoàn khiến rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem. Theo những người có mặt tại hiện trường, chiếc ô tô 5 chỗ màu trắng do một phụ nữ điều khiển đã xảy ra va chạm nhẹ với một xe máy, sau đó người phụ nữ này lùi xe thì tiếp tục va chạm với ô tô khác. Thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ mặc sắc phục công an nhân dân, đại quân hàm thiếu tá đã có biểu hiện sử dụng rượu bia, thậm chí còn nôn ói ra người và xe. Khi một người dân hỏi, chị say rồi đúng không? Thì người phụ nữ này trả lời bối rối, giơ ngón tay lên trả lời rõ ràng, dạ, thừa nhận. Được biết người phụ nữ lái ô tô màu trắng, mặc đồng phục công an là thiếu tá TTL, hiện đang công tác tại công an huyện Đắc Đoa. Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Pleiku đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc. Ngay lập tức, sau khi video được phát tán và lan truyền trên mạng xã hội, sáng 29 tháng 10, lãnh đạo công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết đã nắm thông tin việc một nữ cán bộ có biểu hiện say xỉn, lái xe gây tai nạn và bị người dân quay clip phát tán trên mạng xã hội. Vị này cho biết... Vụ việc xảy ra ở thành phố Pleiku, nên hiện chúng tôi đang chờ thông báo kết luận vụ việc từ công an thành phố Pleiku rồi mới có hình thức xử lý cụ thể. Mặc dù đến thời điểm này, thông tin liên quan đến nữ thiếu tá công an vẫn chưa được công bố hay có kết luận cụ thể. Thế nhưng, rõ ràng, việc người trong ngành công an gây tai nạn đang khiến người dân đôi phần mất đi niềm tin và ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của các chiến sĩ đang phục vụ trong ngành. Theo thống kê, tình hình tai nạn giao thông trong những tháng đầu năm 2022 có xu hướng giảm, nhưng sang tới quý 2 năm 2022, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có dấu hiệu gia tăng, đáng chú ý trong đó có không ít vụ tai nạn liên quan đến nồng độ cồn. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết có liên quan rượu bia, con số này đang có xu hướng gia tăng có một khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới đối với các nạn nhân nhập viện vì tai nạn giao thông, có tới hơn 36% số người lái xe máy và gần 67% người lái ô tô có nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép. Thông kê cho thấy, trong số 100 nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia, độ tuổi từ 15 đến 29 chiếm tới gần 60%, nam giới chiếm trên 90% tổng số nạn nhân. Hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày 2 tháng 6 năm 2022 tại Bắc Giang làm 3 người trong một gia đình tử vong. Khai nhận và kiểm tra lái xe Nguyễn Đức Thịnh có nồng độ cồn trong cơ thể là 0,604mg trên một lít khí thở. Trước đó, vào tháng 5, tại km 1126-700 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thôn An Gia Đông, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhân, tỉnh Bình Định cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy khiến ba người tử vong khi tiến hành test kiểm tra. Điều khiển xe mô tô có sử dụng chất kích thích, nồng độ cồn có trong máu là 29,9mg trên một lít khí thở, và hai người ngồi sau xe cũng có nồng độ cồn trong máu là 37,03mg trên lít khí thở và 74,67mg trên lít khí thở. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1 năm 2022, số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, giảm 662 vụ, tương đương giảm 19,33%, giảm gần 67 người chết, tương đương 3,84% và giảm 739 người bị thương, tương đương 29,8%. Trong đó, 33 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng cảnh báo về việc xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lái xe vi phạm nồng độ cồn gây ra, nhiều đối tượng vi phạm trong độ tuổi thiếu niên tại một cuộc hội thảo mới đây do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức đã đưa ra con số thống kê trong báo cáo về thực thi pháp luật về giao thông cho thấy. Khoảng 25% số vụ thiệt mạng trong các va chạm giao thông đường bộ ở Liên minh châu Âu có liên quan đến nồng độ cồn trong máu, trong khi tổng số km do lái xe có nồng độ cồn trong máu ở mức 0,5 gam trên một lít chỉ chiếm 1%. Theo các chuyên gia, khi nồng độ cồn còn trong máu tăng, rủi ro va chạm cũng như mức độ thiệt hại tăng lên rất nhanh. So với những người lái không uống rượu bia, những lái xe có nồng độ cồn 0,8mg trên ml, mức hợp pháp ở nhiều quốc gia. Có rủi ro cho hơn 2,7 lần, khi nồng độ cồn trong máu ở mức 1,5mg trên ml, tỷ lệ va chạm cao hơn tới 22 lần, tỷ lệ thiệt hại tăng lên 200 lần so với lái xe không sử dụng rượu bia. Hội thảo cũng đưa ra số liệu khảo sát tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình cho thấy trong các vụ va chạm giao thông, lái xe có nồng độ cồn chiếm từ 4% đến 69%, người đi bộ có nồng độ cồn chiếm từ 18 đến 90% và người đi mô tô xe máy từ 10 đến 28%. Do đó, việc thực thi nghiêm các quy định trong đó áp dụng quy định kiểm tra nồng độ cồn ngẫu nhiên đã cho thấy là một giải pháp có hiệu quả rất cao và có thể giảm các vụ va chạm giao thông liên quan tới nồng độ cồn tới 20%. Tiến sĩ Lê Thu Huyền, giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển Giao thông vận tải Đại học Giao thông vận tải cho biết, chúng ta cần nhìn thẳng vào hiện trạng về hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, vì tai nạn giao thông đã giảm sâu cả 3 tiêu chí nhưng vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Trong đó tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia vẫn chiếm tỷ lệ lớn, trung bình khoảng 36% số vụ tai nạn giao thông so với tỷ lệ trên thế giới khoảng 11 đến 25% nguyên nhân chính vẫn là thái độ và nhận thức của người dân chưa thực sự đầy đủ, vẫn còn tới 90% thực khách trực tiếp lái xe từ quán bia. Từ đó, tiến sĩ Lê Tu Huyền cho rằng cần đa dạng hóa hình thức xử phạt như trừ điểm bằng lái, phạt lũy tiến, buộc học và thi lại bằng lái xe, lao động công ích, treo tịch thu bằng, buộc lắp thiết bị kiểm soát nồng độ cồn trên xe. Nhiều ý kiến cho hay với những hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn ở mức đặc biệt nghiêm trọng, kể cả khi chưa gây hậu quả, cũng cần được xem xét truy tố xử lý hình sự. Đặc biệt, cần điều chỉnh mức phạt hành chính tăng theo mức độ vi phạm, cụ thể tương ứng với mức độ vi phạm cho hành vi trên 80mg trên 100ml máu, từ 80-160mg trên 100ml máu, và từ 160-240mg trên 100ml máu, theo nguyên lý mức sau cao hơn mức trước. Đồng thời, cần quy định bắt buộc về kiểm tra ngẫu nhiên và bắt buộc chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn bắt buộc, kiểm tra nồng độ cồn với tất cả các va chạm giao thông. Lưu trữ hồ sơ vi phạm và quản lý chặt chẽ tái phạm và xử lý lũy tiến với tái phạm với hành vi vi phạm nồng độ cồn. Tai nạn giao thông không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn để lại nỗi ám ảnh lớn trong nhiều người, nhiều gia đình. Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn, tuy nhiên nó vẫn đang xảy ra và khiến nhiều gia đình rơi vào bi kịch sau mỗi vụ tai nạn giao thông đều để lại nỗi đau nỗi ám ảnh kinh hoàng dây dứt khôn nguôi tai nạn giao thông là gánh nặng vật chất đối với những người trong cuộc người mất đi để lại những nỗi đau dai dẳng cho người thân còn những người bị thương tật do tai nạn giao thông không những trở thành gánh nặng cho gia đình mà bản thân họ còn chịu sự đau đớn kéo dài thực tế cho thấy chế tài xử phạt của chúng ta khá đầy đủ và nghiêm khắc theo quy định của pháp luật hiện hành lái xe gây tai nạn khi đã uống rượu bia tuy mức độ có thể bị phạt tù đến 15 năm, phạt hành chính ở mức cao và bị tước giấy phép lái xe. Thế nhưng, trước những cuộc vui, nhiều người vẫn uống rượu bia rồi lái xe nhưng không nhớ gì đến những chế tài nghiêm khắc này. Bởi thế, vấn đề máu chốt để giảm tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia là công tác thông tin, tuyên truyền. Các cơ quan thông tấn báo chí cần đổi mới và tăng cường tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của rượu bia. Phân tích tác hại của việc sử dụng rượu bia dẫn tới tai nạn giao thông, góp phần nâng cao nhận thức của người dân để mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, hạ tần số và các khung giờ vàng trên sóng truyền hình liên quan đến tai nạn giao thông. Thời gian qua đã có rất nhiều thông điệp được tuyên truyền như đã uống rượu bia thì không lái xe, phía trước tay lái là tính mạng, nhưng hiệu quả của việc thực hiện những thông điệp này đều phụ thuộc vào ý thức của mỗi người, vì thế rất cần việc tuần tra kiểm soát của các cơ quan chức năng để phát hiện xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Hình phạt đủ sức răng đe, cảnh tỉnh, cùng với đó là ý thức tự giác chấp hành các quy định khi tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện chính là hai vấn đề mấu chốt để kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia. Vụ việc về nữ thiếu tá công an có biểu hiện say xỉn gây tai nạn liên hoàn ở thành phố Pleiku này chỉ là trường hợp đơn lẻ trong rất nhiều vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông chưa rõ số người thương vong trong vụ việc này. Thế nhưng nhìn vào thực tế 6 tháng đầu năm 2022, có thể thấy mức độ nghiêm trọng của những vụ tai nạn đang ngày một tăng lên. Quý vị có bình luận gì về hành vi của nữ thiếu tá này? Liệu đồng chí này có bị kỷ luật hay không? Chúng ta cùng chờ đợi câu trả lời ở những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.